sao? Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với lớp học của Kiến Guru. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập một số nội dung của chương trình toán lớp 10 học kỳ 1. Cùng với cô nhắc lại một số nội dung mà chúng ta đã được học trong học kỳ 1 này nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhắc lại một số kiến thức cơ bản mà mình đã được học ở chương trình học kỳ 1 nhé. Đầu tiên thì về phần đại số, chúng ta đã được củng cố, mở rộng hiểu biết về lý thuyết tập hợp, được học từ lớp 6. Đồng thời, chương này cũng đã cung cấp cho các em kiến thức ban đầu về logic, hình thành những khả năng suy luận có lý, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tạo cơ sở để học tập tốt các chương sau. Kết thúc chương 1 thì chúng ta tiếp tục được ôn tập và tìm hiểu sâu hơn các khái niệm cơ bản về hàm số như tập xác định, đồ thị của hàm số đồng biến, nghịch biến, cách xác tính chẵn lẻ của hàm số và áp dụng vào việc khảo sát hàm số bậc nhất và hàm số bậc 2. Tiếp nối mạch phương trình đã được hình thành từ các lớp ở bậc trung học cơ sở, xuất phát từ khái niệm đa thức một biến ở lớp 7, sau đó là khái niệm phương trình một ẩn ở lớp 8 và các khái niệm về phương trình bậc 2 một ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn được trình bày ở lớp 9, thì nội dung chương 3 đại số 10 theo chương trình giáo dục trung học phổ thông môn toán hệ thống lại những vấn đề các em đã được học ở bậc trung học cơ sở và bổ sung thêm cho hoàn chỉnh các nội dung như là cách giải một số phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2, cách giải hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn và cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn bằng máy tính cầm tay. Phần cuối cùng của chương trình đại số học kỳ 1, chúng ta được ôn tập củng cố khái niệm về bất đẳng thức. Trên cơ sở vận dụng các kiến thức về mệnh đề đã được học từ chương 1, hệ thống các tính chất bất đẳng thức đã học ở lớp 8 và rèn luyện những kỹ năng cơ bản về chứng minh bất đẳng thức. Qua đó nhìn thấy được khả năng ứng dụng bất đẳng thức như tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất hoặc ứng dụng vào việc biểu diễn tập nghiệm. Về phần hình học, ở cấp trung học cơ sở thì các em đã được biết một số kiến thức về hình học phẳng. Chương trình hình học 10 nhằm bổ sung thêm một số kiến thức về hình học phẳng và đặc biệt là về vector và phương pháp tọa độ. Trong chương trình mở đầu của hình học lớp 10, lớp đầu tiên của cấp trung học phổ thông thì các em được tiếp cận với một khái niệm hoàn toàn mới, đó là vector và các phép toán về vector. Với công cụ này thì các em được làm quen với việc học hình học bằng một phương pháp mới, gọn gàng, hiệu quả và mang tầm khái quát cao. Bên cạnh đó, khái niệm về vector và các phép toán về nó giúp các em bước đầu tiếp cận với những khái niệm mới của toán học hiện đại. Chẳng hạn như lần đầu tiên các em được thực hiện các phép toán trên đối tượng không phải là các số nhưng lại có tính chất tương tự như các số. Rồi được làm quen với các phép toán mới như phép nhân một số với một vector và tích vô hướng của hai vector. Điều này giúp cho chúng ta mở rộng được kiến thức của mình, tạo điều kiện để tiếp cận và tìm hiểu các kiến thức sâu hơn ở những lớp lớn. Đó là toàn bộ mạch kiến thức của chương trình học kỳ 1. Bây giờ, cô giới thiệu cho các em một cấu trúc minh họa đề học kỳ để chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Thì cấu trúc đề học kỳ sẽ gồm có những dạng bài như sau. Bài 1 có nội dung về mệnh đề và tập hợp chiếm khoảng 1,5 điểm. Bài 2 sẽ là bài về nội dung hàm số chiếm 2 điểm. Và bài 3 là về phương trình và hệ phương trình chiếm khoảng 2 điểm. Bài 4 là một câu về bất đẳng thức chiếm 1 điểm. Những bài còn lại là những bài toán hình học chiếm khoảng 3,5 điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần mệnh đề và tập hợp. Trong phần này thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mệnh đề, phủ định của một mệnh đề, tập hợp, các phép toán trên tập hợp và các tập hợp con của tập số thực R. Liên quan đến nội dung này thì có một số bài toán về các vấn đề mà cô vừa liệt kê. Cụ thể ở đây cô đưa ra cho các em ví dụ là bài tập số 1 như sau. Cho tập hợp A là nửa khoảng từ trừ 5 cho đến 3. Tập hợp B là tập hợp tất cả các giá trị thực của x sao cho x lớn hơn hoặc bằng trừ 3, bé hơn hoặc bằng 5. Câu A yêu cầu hãy tìm các tập hợp A hợp B, A giao B, hiệu của B và A, phần bù của A và hiệu B trong R. Và câu B là cho tập hợp C là nửa khoảng từ m trừ 2 cho đến 6. Hãy tìm m sao cho tập B giao C là tập khác tập hợp rỗng. Thì đầu tiên, để giải quyết câu A, cô sẽ viết lại tập hợp A là nửa khoảng từ trừ 5 cho đến 3. Và tập hợp B là tập hợp tất cả các giá trị thực của x sao cho x lớn hơn hoặc bằng trừ 3 và bé hơn hoặc bằng 5. Như vậy thì cô có thể viết lại tập hợp B chính là đoạn từ trừ 3 cho đến 5. Như vậy ở câu A,
Trước tiên thì cô sẽ bắt đầu biểu diễn các tập hợp này lên trên trục số. Để tính A hợp với tập hợp B thì cô sẽ đi tìm tất cả các giá trị thuộc tập hợp A hoặc tập hợp B. Như vậy thì A hợp B của cô chính là nửa khoảng từ trừ 5 cho đến 5. Tương tự như vậy thì tập A giao B chính là tập hợp các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B. Đó chính là đoạn từ trừ 3 cho đến 3. Còn B hiệu A là tất cả những phần tử thuộc B nhưng không thuộc A, thì đó chính là khoảng nửa khoảng từ 3 cho đến 5. Muốn tìm phần bù của A hiệu B trong R thì đầu tiên cô tìm tập hợp A hiệu B trước. A hiệu B chính là khoảng từ trừ 5 cho đến trừ 3. Như vậy phần bù của nó trong R đó chính là nửa khoảng từ trừ vô cùng cho đến trừ 5 hợp với trừ 3 cho đến cộng vô cùng. Ở câu B, đề bài yêu cầu chúng ta tìm điều kiện của M để tập B giao tập C khác tập rỗng. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái múc ở bên phải của tập C đã bé hơn múc bên phải của tập B, chính là 5 đã bé hơn hoặc bằng 6 rồi. Như vậy thì để tập hợp B giao C khác rỗng, ta cần điều kiện là M trừ 2 phải bé hơn hoặc bằng 5. Từ đó thì ta giải ra được điều kiện là M bé hơn hoặc bằng 7. Thì nội dung của bài tập 1 này là cái nội dung mà cô cho ở mức độ các em có thể thông hiểu. Nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hàm số bậc nhất và hàm số bậc 2. Thì liên quan đến nội dung này chúng ta gặp một số dạng như là tìm tập xác định của hàm số, xét tính chẵn lẻ của hàm số, hoặc là khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị, cũng có thể là xác định công thức của một hàm số, vân vân. Thì cô đưa ra một bài tập mẫu như sau. Câu A, hãy xét tính chẵn lẻ của hàm số y bằng fx bằng x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng 2019. Thì cô nhắc lại cho các em về các bước để chúng ta xét tính chẵn lẻ của một hàm số. Đầu tiên là chúng ta đi tìm tập xác định. Sau đó bước 2 chúng ta kiểm tra xem tập xác định có tính đối xứng hay không. Tức là với mọi x thuộc vào tập D thì trừ x có thuộc D hay không. Bước 3 chúng ta đi tính f của trừ x. Nếu như f trừ x bằng với fx, ta khẳng định đó là hàm số chẵn. Và ngược lại nếu f trừ x bằng trừ fx, ta kết luận đó là hàm số lẻ. Thì ở đây đầu tiên cô có được tập xác định là D bằng R. Sau đó cô kiểm tra được là tập D có tính đối xứng và cô đi tiếp tục tính f của trừ x, biến đổi cô được f trừ x đúng bằng fx, do đó cô kết luận đây là một hàm số chẵn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu B. Ở câu B thì cô yêu cầu các bạn xác định hệ số ABC của một parabol P, biết rằng nó đi qua điểm M có tọa độ 2,1 và có đỉnh là Y có tọa độ 1,-1. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là parabol của chúng ta đã cho nó cần phải thỏa hai điều kiện này. Và từ hai điều kiện này ta có được hệ phương trình. Ở đây cô nhắc lại về tọa độ đỉnh của parabol thì hoành độ đó là trừ b chia 2a, còn tung độ sẽ là trừ delta chia 4a. Tuy nhiên thông thường các em không cần tính tung độ theo công thức mà chúng ta có thể thế ngay cái hoành độ vào công thức của parabol để có thể có được tung độ. Từ cái hệ ba phương trình bảng này thì cô dễ dàng xác định được a của chúng ta bằng 2, b bằng trừ 4 và c bằng 1. Cô kết thúc được cái bài tập số 2 này. Nội dung tiếp theo mà chúng ta đã được học đó chính là về phương trình và hệ phương trình. Thì liên quan đến nội dung này chúng ta có thể gặp một số bài toán như là giải phương trình, giải hệ phương trình, biện luận số nghiệm của một trong hai phương trình hoặc hệ phương trình. Ngoài ra thì có thể là tìm điều kiện của tham số M để thỏa một số điều kiện cho trước. Cô đưa ra một bài tập mẫu như sau. Các em hãy giải phương trình là 2x bình phương cộng 9x trừ 28 phần căn bậc 2 của 2x cộng 11 bằng căn bậc 2 của 2x cộng 11. Thì đầu tiên trước khi giải phương trình này, chúng ta cần phải đi tìm điều kiện. Thì ở đây, phương trình của chúng ta là phương trình chứa căn thức, mà điều kiện để một căn thức bậc 2 xác định là biểu thức dưới dấu căn phải không âm. Đồng thời thì căn thức này còn nằm ở dưới mẫu, mà điều kiện để phân thức xác định là mẫu phải khác không. Tóm lại thì điều kiện ở đây của cô là biểu thức dưới dấu căn phải lớn hẳn hơn không, và từ đó cô giải ra được là x sẽ lớn hơn hẳn trừ 11/2. Với điều kiện trên thì cô đặt cái phương trình ban đầu là phương trình 1, thì khi đó cô sẽ có phương trình 1 tương đương với phương trình như trên màn chiếu. Và biến đổi thì cô đưa về được đó là một phương trình bậc 2 theo ẩn x, giải ra được hai nghiệm của x là x bằng 3 hoặc là x bằng trừ 13/2. Đến đây thì các em nhớ phải quay trở lại đối chiếu với điều kiện ban đầu mà chúng ta đã đặt ra. Thì chúng ta thấy rằng x bằng 3 là thỏa điều kiện, còn x bằng trừ 13/2 thì không thỏa điều kiện. Từ đây chúng ta kết luận được nghiệm của phương trình đó chính là x bằng 3. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu B, giải hệ phương trình. Thì hệ phương trình ban đầu cô cho khá là phức tạp.
Nhưng mà các em chú ý một xíu thì phương trình 1 cô có thể biến đổi về dạng bình phương của một tổng với 3 hạng tử. Thì từ đó nếu cô đặt hệ ban đầu là 1 thì cô có hệ 1 sẽ tương đương với hệ như trên màn hình. Thì từ đây cô có thể rút y từ phương trình 1 để thế vào phương trình số 2. Cô sẽ có được một phương trình theo ẩn x và dễ dàng giải được cái phương trình này. Thì cô sẽ giải ra được là x bằng trừ 1, từ đó cô tính được y bằng 1. Như vậy thì nghiệm của hệ đã cho là trừ 1, 1. Phần tiếp theo mà chúng ta cũng được học trong phần đại số của lớp 10 đó chính là phần bất đẳng thức và ứng dụng của nó. Thì một số dạng toán liên quan đến nội dung này là chứng minh bất đẳng thức hoặc là vận dụng bất đẳng thức để đi tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của một biểu thức. Cho 3 số thực dương ABC thỏa A cộng B cộng C bằng 1, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng AB phần căn bậc 2 của C cộng AB cộng BC phần căn bậc 2 của A cộng BC cộng CA phần căn bậc 2 của B cộng CA. Thì các em lưu ý là thông thường muốn tìm giá trị lớn nhất của biểu thức thì ta sẽ đi biến đổi biểu thức đó về dạng bé hơn hoặc bằng một hằng số không đổi. Khi đó thì dấu bằng xảy ra khi biểu thức đó bằng với hằng số thì chúng ta sẽ đi tìm được giá trị lớn nhất chính là giá trị của hằng số đó. Như vậy, quan sát biểu thức P mà đề bài đã cho thì chúng ta thấy B là tổng của 3 phân thức và 3 phân thức này có vai trò như nhau thì cô sẽ xét phân thức thứ nhất làm điển hình. Tiếp tục nhìn vào phân thức thứ nhất, chúng ta thấy rằng tử là A nhân B có dạng bậc 2, mẫu là căn bậc 2 của C cộng AB thì AB ở đây cũng có dạng bậc 2, tuy nhiên C chỉ có dạng bậc 1 thì cô mới biến đổi một tí. Ở đây lưu ý giả thiết của các bạn có A cộng B cộng C bằng 1. Do đó C thì cô sẽ có thể viết lại là C nhân 1, tức là C nhân với tổng của A cộng B cộng C. Khi đó thì cô có thể nhân vào và đặt nhân tử chung để đưa cái dạng mẫu về dạng nhân tử. Thì khi đó cô có phân thức thứ nhất được biến đổi thành là AB phần căn bậc 2 của C cộng A nhân với C cộng B. Thì đến đây chúng ta lại tiếp tục quan sát. Ở mẫu đang có dạng là căn bậc 2 của tích 2 hạng tử. Như vậy thì trên tử là AB, với điều kiện AB là các số thực dương thì cô có thể viết lại là căn bậc 2 của AB nhân với căn bậc 2 của AB. Lúc này thì cô có thể áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương là AB phần C cộng A và AB phần C cộng B thì cô sẽ có trung bình nhân sẽ luôn bé hơn hoặc bằng trung bình cộng. Một cách tương tự thì cô cũng áp dụng được điều này cho phân thức thứ 2 và phân thức thứ 3. Tiếp tục thì cô sẽ tiến hành cộng vế theo vế 3 bất đẳng thức này. Khi đó vế trái của cô cộng lại chính là biểu thức P. Còn vế phải thì cô sẽ có 1 phần 2 làm nhân tử chung nên cô đặt 1 phần 2 ra ngoài. Khi đó thì cô sẽ quan sát tiếp cái biểu thức ở bên trong của vế phải, biểu thức bên trong hoặc đơn. Cô tiếp tục gom các phân thức có cùng mẫu lại với nhau. Ví dụ như AB phần C cộng A sẽ gom với BC phần A cộng C. Thì lúc này đầu tiên các em quan sát thấy là có cái phần mẫu giống nhau cho nên cô sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài là 1 phần C cộng A. Khi đó thì cô sẽ có là 1 phần C cộng A, bên trong sẽ là AB cộng với BC. Và thực hiện tương tự đối với các phân thức còn lại. Một lần nữa, tiếp tục quan sát trong từng hoặc đơn thì chúng ta lại thấy tiếp tục là AB phần cộng với BC thì lại có B là nhân tử chung. Cô tiếp tục rút B ra ngoài. Thật ra thì ở bước này, bạn nào có thể tinh ý và làm nhanh một chút thì ngay từ đầu có thể rút thẳng luôn nhân tử chung là B phần C cộng A. Nhưng ở đây cô làm từng bước để các bạn dễ theo dõi. Lúc này thì chúng ta quan sát thấy rằng là các bạn có ở đây là A cộng C và dưới mẫu là C cộng A, nó giống nhau nên chúng ta có thể rút gọn được. Tương tự ở bên đây là C cộng B với B cộng C cũng thế, và thằng cuối cùng này cũng vậy. Như vậy thì lúc này trong ngoặc vuông của chúng ta chỉ còn lại là B cộng với A rồi cộng với C, mà giả thiết cho tổng của 3 số này chính là 1. Như vậy thì cô đã biến đổi được biểu thức P bé hơn hoặc bằng 1 phần 2. Tức là khi cộng vế với vế các bất đẳng thức này thì cô được P bé hơn hoặc bằng 1 phần 2. Cô
kết luận được giá trị lớn nhất của biểu thức P là 1/2 và nhớ không được quên là phải xét được dấu bằng này nó xảy ra khi nào. Thì các bạn lưu ý ở đây chúng ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho nên dấu bằng xảy ra tức là khi các số hạng của chúng bằng nhau. Và giải được điều kiện này thì cô sẽ có được là A bằng B bằng C. Tuy nhiên đề bài lại có ràng buộc A cộng B cộng C bằng 1, tức là mỗi số bằng nhau và có giá trị là 1/3. Vậy thì giá trị lớn nhất của P là 1/2 khi A bằng B bằng C và bằng 1/3. Về chương trình hình học của toán lớp 10, học kỳ 1 thì chúng ta đã được học về vector và tích vô hướng của vector. Liên quan đến nội dung này thì có thể chúng ta sẽ gặp một trong các dạng toán như là chứng tỏ một đẳng thức vector, hoặc là chứng minh 3 điểm thẳng hàng, dựng một điểm thỏa đẳng thức vector, hoặc cũng có thể là tìm tọa độ điểm thỏa một điều kiện cho trước, vân vân. Thì ở đây cô cho các bạn bài tập như sau. Câu A cho tam giác ABC có Y là trung điểm của BC, N là trung điểm của AI và M là một điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB bằng 3 lần AM. Và cô yêu cầu các bạn chứng minh đẳng thức vector như trên. Thì đầu tiên cô có hình vẽ. Các bạn lưu ý ở đây khi AB bằng 3 lần AM với M là một điểm trên cạnh AB, tức là nếu như cô chia AB làm 3 phần thì AM sẽ chiếm 1 phần, khi đó MB sẽ chiếm 2 phần. Khi đó cô sẽ có là MB phần AB bằng 2/3. Ở đây cô sẽ tiến hành biến đổi vế trái của đẳng thức về bằng với vế phải. Thì vế trái của cô sẽ thay MB, vector MB chính là 2/3 vector AB. Còn vector AN cô sẽ thay là 1/2 của vector AI. Khi đó cô có 3/2 nhân với 2/3 vector AB cộng với 4 nhân 1/2 vector AI. Ở đây thì cô sẽ tiến hành thu gọn. Cô sẽ được là bằng 3 lần vector, cô xin lỗi, vector AB cộng với 2 lần vector AI. Thì các em chú ý, Y là trung điểm của BC. Khi đó cô có thể biến đổi vector AI về theo vector AB và vector AC như sau. Như vậy thì cô tiến hành thu gọn, cô sẽ được là vế trái của đẳng thức bằng 2 lần vector AB cộng với vector AC. Và đây cũng chính là vế phải của đẳng thức đề bài yêu cầu chứng minh. Như vậy thì cô đã chứng minh được đẳng thức là 3/2 vector MB cộng 4 lần vector AN sẽ bằng 2 lần vector AB cộng với vector AC. Chúng ta cùng nhau đến với câu B. Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A có tọa độ là -1, 3, điểm B có tọa độ 1, 1 và điểm H có tọa độ 0, 1. Đề bài yêu cầu hãy tìm tọa độ điểm C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Thì ở đây, đầu tiên cô gọi điểm C có tọa độ là XC, IC. Các em kiểm tra thấy rằng là ABH của chúng ta không thẳng hàng. Lưu ý chúng ta phải kiểm tra điều kiện này trước, bởi vì khi ABH thẳng hàng thì H không thể nào là trực tâm của tam giác ABC được. Mà để kiểm tra ABH không thẳng hàng thì chúng ta sẽ đi tính tọa độ của vector AB, tọa độ của vector AH, sau đó chúng ta lập tỉ số thì chúng ta sẽ có hoành độ, phần hoành độ sẽ khác tung độ, phần tung độ. Như vậy thì khi đã kiểm tra 3 điểm ABH không thẳng hàng, cô tiến hành tìm tọa độ của điểm C như sau. Ở đây đề bài yêu cầu H là trực tâm của tam giác ABC, tức là cô phải có tọa độ điểm H thỏa hệ điều kiện là vector AH nhân với vector BC bằng 0, đồng thời vector BH nhân với vector AC bằng 0. Đây chính là tích vô hướng của hai vector. Như vậy đầu tiên cô sẽ tiến hành tính tọa độ của từng vector. Vector AH, vector BH, vector BC và cuối cùng là vector AC. Sau đó thì cô thế tọa độ này vào hệ phương trình. Cô tiến hành giải hệ phương trình này, cô sẽ có XC bằng -1 và IC bằng 0. Như vậy thì cô tìm được tọa độ điểm C chính là -1, 0. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 6. Cho tam giác ABC với M là trung điểm của cạnh AC. Đề bài cho độ dài của cạnh AC, độ dài của đoạn BM và số đo của góc BAC là 15 độ. Yêu cầu tính câu A là tính số đo của góc ABM và câu B là tính độ dài của cạnh BC. Chúng ta cùng nhau quan sát hình vẽ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng góc ABM đang là góc của tam giác ABM. Và trong tam giác này thì chúng ta đã có được độ dài của cạnh BM, số đo của góc A.
Chúng ta cũng dễ dàng tính được độ dài của cạnh AM do M là trung điểm của AC. Từ đây thì cô có thể áp dụng định lý sinh trong tam giác ABM và cô có được đẳng thức như trên. Từ đẳng thức này cô có thể tính được sinh của góc ABM bằng 1/2. Kết hợp với điều kiện đề bài cho góc ABM là góc nhọn, cho nên cô tính được góc ABM bằng 30 độ. Chúng ta cùng nhau đến với câu B. Đề bài yêu cầu chúng ta tính cạnh BC. BC có thể là cạnh của tam giác BCM, cũng có thể là cạnh của tam giác ABC. Tuy nhiên, trong tam giác ABC thì chúng ta chỉ mới có hai dữ kiện là độ dài của cạnh AC và số đo của góc A. Như vậy thì chúng ta bị thiếu giả thiết để tính được độ dài cạnh BC. Như vậy thì cô chuyển gắn BC vào là yếu tố cạnh của tam giác BCM. Thì trong tam giác BCM, cô đã có được độ dài của cạnh BM, độ dài của cạnh MC. Và đồng thời, cô cũng có được BMC là góc ngoài của tam giác ABM, cho nên cô dễ dàng tính được số đo của góc BMC bằng tổng của hai góc trong không kề với nó là góc A và góc ABM. Và cô tính được góc BMC bằng 45 độ. Từ đây thì cô sẽ tiến hành tính độ dài cạnh BC bằng cách áp dụng định lý cosine cho tam giác BCM. Cô sẽ có được hệ thức như trên màn chiếu. Và ở đây thì cô sẽ thế số và bắt đầu tính toán được BC bình phương bằng 8. Thì từ đây cô suy ra được BC bằng 2 nhân với căn bậc 2 của 2. Như vậy là cô đã giới thiệu cho các em một ma trận đề của kỳ thi học kỳ 1 môn toán lớp 10. Và trước khi khép lại video bài giảng ngày hôm nay thì cô có một số dặn dò đối với các em như sau. Đầu tiên là trong giai đoạn mà các em ôn tập cho kỳ thi thì các em cần phải lưu ý là chúng ta cần phải phân bố thời gian một cách hợp lý để có đủ thời gian ôn tập cho tất cả các môn. Riêng đối với môn toán thì các em nên lập một sơ đồ tư duy hệ thống lại tất cả các lý thuyết đã được học, đặc biệt là những quy tắc, định lý hoặc là những công thức quan trọng. Sau đó thì các em bắt đầu làm lại một số dạng toán mà các em đã thường gặp. Lưu ý là trong quá trình làm thì nếu như có phần nào đó mình cảm thấy chưa vững, không thật chắc chắn thì các em nhớ là mình ghi chú lại để có thể hỏi thầy cô hoặc là bạn bè cho nắm rõ ha. Đó là ở giai đoạn mà các em ôn tập. Các em cần phải nhớ là chúng ta luôn giữ một sức khỏe thật tốt, nhớ ăn ngủ và học tập một cách hợp lý, chơi những trò chơi lành mạnh. Sau đó thì đến ngày đi thi. Ngày đi thi thì đầu tiên các em cần phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như bút viết, cục tẩy vân vân. Khi mà chúng ta vào phòng thi tiếp nhận được đề thi thì việc đầu tiên các em phải đọc đề một lượt thật kỹ từ trên xuống dưới, xem xét thử là những bài nào mà nó quen thuộc, dễ dàng đối với mình thì mình làm những câu đó trước. Làm như vậy thì chúng ta sẽ tự tin hơn và thấy được là có những câu mình đã làm được rồi. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến những cái câu khó hơn, những dạng lạ hơn ha. Chúc các em có một kỳ thi thật hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.